Dạ, siêu thị Điện Máy Xanh xin kính chào quý khách. À, không biết là em có thể giúp gì cho hai anh chị không ạ? Chào em. Anh nói đây là máy giặt tích hợp sấy hả? Dạ, chị đúng là khéo chọn ạ. Mẫu máy giặt tích hợp sấy Panasonic bên em có tính năng là sấy khô 2kg, giúp chị có thể dễ dàng sấy khô quần áo bất cứ lúc nào chị cần. Và đặc biệt á, là rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Nghe thì cũng hay á, mà chị thấy mấy cái máy giặt này cùng lắm bỏ đồ vô xong mà giặt giặt vài cái thôi, làm sao sạch bằng giặt tay được. Dạ chị ơi, với công nghệ Stainmaster Plus giặt diệt khuẩn nước nóng. Khoan, ý em nói là có nước nóng hả? Ừ. Vậy chỗ nào nấu nước nóng đâu, em chỉ gì con ơi. Ai vợ, để anh giặt nước nóng diệt khuẩn lên đến 99.99%. Ủa, em cho anh hỏi là cái máy giặt này giặt đến khối lượng đồ nhiều như vậy chắc là phải tốn nhiều điện, nhiều nước lắm đúng không? Ôi dạ, anh tâm lý quá, anh lo luôn phần của chị nữa. Nhưng mà anh ơi, anh đừng có quá lo ha. Tại vì á, với công nghệ AI SmartWatt có cảm biến thông minh tự động tối ưu hóa hiệu suất giặt, giúp tiết kiệm điện nè, tiết kiệm nước và cả thời gian nữa. Em, sao mà em cứ nhắc chị hoài vậy? Chị là lo việc nước, còn anh mới lo việc nhà nè. Xin lâu lắm mới cho tiền mua cái máy giặt này đó. Chứ bình thường ở nhà hả? À, em vô ý quá. Ồ, anh, nãy giờ anh thấy em tư vấn cái con máy giặt này á, anh thấy sao? Ok không? Ok, ok lắm luôn á. Bây giờ chốt đơn anh cái máy giặt này đi. Dạ, vậy em mời anh ra ngoài tính tiền nha. Ừ. Anh. À trời, em lại sơ ý lần hai rồi. Dạ, chị ơi. Panasonic đảm bảo thiết. Panasonic.